vệ sinh đúng cách đó là yếu tố quan trọng để duy trì hiệu suất của bộ sấy không khí. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về bộ sấy không khí trong hệ thống nồi hơi công nghiệp. Một câu hỏi được đặt ra đó là bộ sấy không khí và bộ hơi nước, bộ nào quan trọng hơn? Và nếu chỉ được chọn một trong hai thì chúng ta nên chọn bộ nào? Và để trả lời câu hỏi này thì trước hết là chúng ta hãy tìm hiểu về nguyên lý hoạt động cấu tạo bộ sấy không khí, cách thức vệ sinh bộ sấy không khí như thế nào. Và chúng ta đi vào phần đầu tiên đó là nguyên lý làm việc của bộ sấy không khí. Bộ sấy không khí đó là một thiết bị tận dụng nhiệt thừa từ khí thải của nồi hơi để làm nóng không khí trước khi cấp vào buồng đốt cho nồi hơi. Và quá trình này không chỉ bổ sung thêm oxy cho buồng đốt mà nó còn tăng hiệu suất cháy của nhiên liệu. Bộ sấy không khí có thể làm nóng không khí lên tới 100 độ C và đặc biệt là trong quá trình sử dụng nhiên liệu có độ ẩm cao hoặc là nhiên liệu khó bắt cháy. Và nhờ vậy thì nó cải thiện đáng kể cái hiệu suất của hệ thống nồi hơi. Và chúng ta đi vào cấu tạo của nó. Cấu tạo bộ sấy không khí được chia làm hai loại. Loại thứ nhất đó là bộ sấy không khí trao đổi nhiệt kiểu chùm ống. Loại thứ hai là bộ sấy không khí kiểu quay. Nhất là bộ sấy không khí trao đổi nhiệt kiểu chùm ống thì nó lại có hai dạng cấu tạo. Dạng cấu tạo thứ nhất đó là khói đi ở trong ống và không khí đi ở ngoài ống. Và kiểu này nó có hiệu suất trao đổi nhiệt tốt hơn, nhưng bụi dễ bám bẩn bên trong của ống và khiến việc vệ sinh mất nhiều thời gian hơn. Kiểu thứ hai đó là khói đi ở ngoài ống, không khí đi ở trong ống. Với thiết kế này thì bụi bẩn chủ yếu là bám ở trên bề mặt ngoài của ống nên dễ dàng làm sạch sẽ bằng khí nén. Và chúng ta sẽ đi tìm hiểu vào bộ sấy không khí kiểu quay. Loại này sử dụng rotor quay liên tục giữa hai vùng, vùng khói nóng và vùng không khí lạnh. Rotor sẽ nhận nhiệt từ khói thải nóng và sau đó sẽ xoay sang vùng không khí lạnh để truyền nhiệt. Và cơ cấu phức tạp này sẽ giúp đạt hiệu suất cho đổi nhiệt cao và giảm tần suất vệ sinh. Nhưng mà chi phí đầu tư nó lại khá là lớn nên là thường chỉ được sử dụng trong các nồi hơi phục vụ cho việc phát điện. Và chúng ta sẽ đi vào mục số 3, đó là vấn đề vệ sinh của bộ sấy không khí. Vệ sinh đúng cách đó là yếu tố quan trọng để duy trì hiệu suất của bộ sấy không khí. Nếu chúng ta vệ sinh thường xuyên, bụi mà chưa bám nhiều thì chúng ta chỉ cần dùng khí nén để chúng tôi xịt một cái là bụi nó sẽ sạch. Còn khi bụi đỡ bám dày, bộ sấy không khí có cấu tạo là khói đi ở trong ống ấy, chúng ta cần phải sử dụng những cái chổi cước và thực hiện vệ sinh thủ công từng ống một. Và sau khi vệ sinh thì cần kiểm tra kỹ lại bằng đèn pin để đảm bảo rằng các ống đã được vệ sinh sạch sẽ và thông thoáng. Còn đối với trong các nhà máy nhiệt điện ấy, thì có thể dùng các viên bi sắt hoặc là sử dụng hơi quá nhiệt để làm sạch bộ sấy không khí ngay khi hệ thống đang vận hành. Điều này nó sẽ giúp giảm cái thời gian ngừng hoạt động của hệ thống. Chúng ta sẽ đi vào câu hỏi chính của chúng ta, đó là bộ sấy không khí và bộ hâm nước thì nên chọn bộ nào. Cả bộ sấy không khí và bộ hâm nước đều đóng vai trò tận dụng nhiệt thừa từ khí thải, nhưng mà mỗi bộ thì nó sẽ có ứng dụng ưu tiên khác nhau. Và nếu mà nước cấp vào nồi hơi đó là nước lạnh, tức là không có nước hồi, thì bộ hâm nước nên được ưu tiên. Nó làm nóng nước trước khi cấp vào nồi hơi, nó giảm cái biến động về áp suất và tiết kiệm nhiên liệu. Thứ hai, và nếu mà nhiên liệu có độ ẩm cao, bộ sấy không khí sẽ hiệu quả hơn và giúp cải thiện quá trình cháy, đảm bảo công suất sinh hơi ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. Lựa chọn tối ưu nhất là vẫn sử dụng cả hai thiết bị này và để đảm bảo hiệu suất cao nhất cho nồi hơi. Qua nội dung trên, hy vọng là các bạn có lại cái nhìn rõ hơn về vai trò cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bộ sấy không khí. Và hãy nhớ rằng là thiết bị này không chỉ cải thiện hiệu suất cháy mà nó còn góp phần về tiết kiệm chi phí vận hành và kéo dài tuổi thọ của hệ thống nồi hơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở những nội dung tiếp theo. Xin cảm ơn.